Chỉ còn có 5 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán năm 2020. Ghi nhận ngày 26 âm lịch ở tại Sài Gòn, nhiều cửa hàng đã phải đóng cửa nghỉ Tết. Trong khi đó, không ít cửa hàng đang đổ đống và bán tháo hàng hóa với giá rất thấp. Ở các tuyến đường như là Nguyễn Thái Sơn và Phạm Văn Đồng của quận Gò Vấp, Lê Quang Định của quận Bình Thạnh, Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng ở quận 1. Hàng loạt cửa hàng mang quần áo, chăn ga, gối nệm, đổ đống và treo xào ra bán với giá giảm đến 80%. Nhiều cửa hàng ở Sài Gòn và Hà Nội thông báo chính thức ngưng vận chuyển các đơn đặt hàng qua mạng, chuyển đi các tỉnh. Tuy nhiên, những khách hàng ở nội thành vẫn có thể mua hàng ở trên mạng và được giao hàng đến hết ngày 29 Tết. Nếu vài ngày trước, một số cửa hàng thời trang như là giày dép hay là mỹ phẩm vẫn giữ được giá gốc hoặc là giảm nhẹ, thì ngày hôm nay, hàng loạt thương hiệu đang giảm giá đến 80% trở lên, mua một được tặng một hoặc là mua hai được tặng một. Chưa kể, dù có giá niêm yết nhưng khách hàng vẫn có thể trả xuống. Hàng đẹp, giảm giá mạnh được nhiều người săn nên mua dẫn đến tình trạng nhiều mẫu quần áo và giày dép chỉ còn có các kích lớn. Các cửa hàng cũng ngưng nhận chỉnh sửa quần áo cho khách. Do đó, nhiều khách hàng không mua được đồ ưng ý hoặc là phải cắn răng mua nhưng mà phải đi tìm chỗ để sửa đồ. Bên cạnh đó, nhiều quán ăn, quán nhậu, khách sạn và khách sạn để trông giữ thú cưng cũng hoạt động xuyên Tết, đang giáo giết tuyển nhân viên bán hàng, tạp vụ, bảo vệ, quản lý cửa hàng cho dịp Tết này với mức lương gấp từ 3 cho đến 5 lần ngày thường, nhưng vẫn còn thiếu nhân lực.